dễ hơn bà xã luôn. Hello các bạn đã vào kênh của mình. Hôm nay rất vui vì được đi thăm rẫy anh em ơi. Và chúng ta biết rằng mùa dịch đang rất là phức tạp tại Việt Nam chúng ta. Giờ thì rau cũng rất khó rồi, kiếm rau, kiếm cơm đã anh em. Mình cùng bà xã mình sẽ đi kiếm rau nha anh em ơi. Và bà xã mình đi có mưa gió rất là dữ dội luôn. Đây mình sẽ kiếm kiếm măng tre nha anh em ơi. Kiếm măng tre để ăn. Rồi ta sẽ tìm từng gốc cây ha. Chắc tìm cây chỗ kia chút. Đây cà phê đây anh em ơi. Vâng anh em. Đây là vườn le của ông bà gia mình. Rồi có rồi, có rồi, có rồi nha. Có rồi đây. Sau cũng cảnh anh em. Tiếp theo đây anh em ơi, thấy không? Đó, bằng đó anh em. Rồi, đúng rồi. Rồi. Được mấy cái mặt. Mình sẽ tìm chỗ cây khác nữa anh em ơi. Đây. Rồi, bàn thôi. Bàn. Đây chân bà xã mình nghe. Oh, bà xã mình thấy dưới kia rồi. Chú cha. Thấy chưa? Là thích cỡ lần rồi. Được không? Chắc cũng đủ cho 2-3 ngày ăn rồi. Đây này. Ở dưới đây nè. Em ở đây. Dưới đây. Đó, mình thấy đây. Đó, chú. Thấy chưa anh em? Cứng quá. Quay cho anh đi.
đường từ đấy mình tới nhà anh em ơi. Các bạn xem thành quả của mình với bà xã này. Cảnh cho anh em rất bé như thế nào đây, rất là to, rất là cước, có được con gái lớn của mình tên là Gia En. Xin một like và đăng ký giùm nghe. Kênh mình tụt quá rồi anh em ơi. Cứ chăm sóc. Đây là kết quả anh em ơi. Kết quả của ngày hôm nay đó anh em. Đây là ý thức vlog. Rồi mình rửa anh em ơi, mình rửa xong rồi mình nấu, mình đun sôi. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Nếu thấy hay thì xin bấm like và đăng ký kênh của mình để nhận được những video mới nhất nha anh em. Tạm biệt anh em.